Mưa sao băng Anh Tiên sẽ thắp sáng bầu trời đêm tháng 8, là sự kiện thiên văn sẽ diễn ra trong tháng này. Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 8 năm 2021. Các sự kiện thiên văn học. Vào đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 8 sẽ diễn ra trận mưa sao băng Anh Tiên. Mưa sao băng Anh Tiên là một trong những trận mưa sao băng đáng để chờ đợi với tần suất lên đến 60 sao băng một giờ tại cực đỉnh. Các sao băng Anh Tiên có nguồn gốc từ tàn dư sao chổi Swift-Tortle được phát hiện vào năm 1862. Anh Tiên nổi tiếng vì có nhiều sao băng sáng trên bầu trời. Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8. Cực điểm năm nay của Anh Tiên rơi vào đêm 12, rạng sáng ngày 13 tháng 8. Mặt trăng lưỡi liềm đầu tháng sẽ lặn trước nửa đêm, để lại bầu trời tối thuận lợi cho một buổi quan sát mưa sao băng. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối và thoáng đãng. Các sao băng sẽ bắt nguồn từ chòm sao Anh Tiên nhưng cũng có thể xuất hiện tại bất cứ đâu trên bầu trời. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú, hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website vậtlythienvan.com để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.